Cây đàn U3H với seri không cao, vâng, 1,6 triệu, vâng, nhưng âm thanh rất là đẹp, vâng, âm thanh rất piano, vâng, rất piano, các bạn thấy đấy, rất piano, một sự trong trẻo, một sự dày dặn, và các bạn sẽ thấy hơi buồn cười là tôi đang đánh piano và lại bảo là cây đàn nghe âm thanh rất piano, đúng như vậy đấy, vâng, bởi vì nếu các bạn để ý kỹ nghe âm thanh thì nhiều cây đàn piano nghe nó bị chua, nó bị chói đấy, hay có cái cây thì nó bị bì đấy, cảm giác như không phải tiếng như là tiếng dây ni lông ấy đấy, ví dụ như vậy thì nó bị bì. Có cây thì nghe như đàn tranh ấy, nó chua trang 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 đấy, nhưng cây này thực sự là tiếng nó rất đẹp, và nó vừa là sự kết có một chút kim này, một chút mộc đấy, và có cả một cái cảm giác nó đầy, nó vẫn vang đấy, nó vẫn vang như cảm giác chúng ta gõ vào chuông nhưng nó lại không bị đanh đấy, và nó rất trầm ấm, và nó là điển hình cái màu sắc âm thanh rất là điển hình của piano. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra 88 phím của cây đàn. Vâng, 88 phím rất là đều các bạn ạ. À, cái độ nhạy của phím để tôi có thể đánh được cái kỹ thuật tremolo vừa rồi
là rất là đáp ứng rất là tốt. Vâng, rất tốt. Vâng, khẳng định cây đàn rất chắc chắn. Vâng. À, bây giờ vâng, có lẽ là chúng ta còn xem xung quanh cây đàn cũng như là xem các phần bên trong nữa. Xin mời các bạn. Thế là chúng ta thử luôn cái key này. Rồi. Đấy, các bạn xem qua key này. Rất là đẹp. Vâng. À, chúng ta cùng nhìn qua cái nắp bên trên. Nắp vâng. Vâng, rất là được chúng tôi bảo dưỡng kể cả những cái bản lề này. Đấy các bạn thấy không ạ? Rất là kỹ càng, rất đẹp như thế này. Đấy, cái phần vai này. Đấy, tròn đều vâng. Bũ bá thì vẫn là một cái gì đó điển hình của những cây đàn cho các em học tập và cũng như là ở phân khúc Việt Nam chúng ta rất ưa chuộng. Mời các bạn xem sao bót của cây đàn. Vâng. Vâng, một cái sao bót. Vâng, các bạn thấy ạ. Gõ rất là vang. Đấy, rất vàng, rất đều, không bị nứt vỡ một chỗ nào cả. Vâng. Đấy, sao bót A. Vâng. Tôi rất chú trọng về sao bót vì cái đó nó liên quan đến trực tiếp đến âm thanh. Rồi bên này cũng rất là đẹp. Và cái thứ hai nữa tôi cũng rất chú trọng ngoài sao bót đó là đến các cái chốt pin. Thì các bạn biết rằng là các cái dây được quấn vào đây này. Đấy, được quấn vào đây này. Đấy. Thì nó luôn luôn thứ nhất là quấn 3 vòng và thứ hai nữa là cái pin này nó phải đang là ở cái lực giữ dây nó phải rất là tốt. Vì khi mà nếu mà cái lực pin mà yếu là nó sẽ hay bị xoay về, nó nhả về thì sẽ âm nó sẽ sai. Và chơi đàn mà sai âm thì không chấp nhận được. Nên là khi các bạn đi mua đàn, tìm hiểu về đàn thì tôi nghĩ là một cái yếu tố đầu tiên, nhất là với đàn cũ thì phải là chốt pin. Và đấy, cái này rất là chặt. Chốt pin A, sau đó là sao bót A. Và tiếp theo là action. Đấy, action ta sẽ kiểm tra qua cái chuyện búa này. Qua cái chuyện là chúng ta nhìn thấy những cái đầu lông cừu này. Đấy, đây tôi có thể đẩy một cái đầu lông cừu lên để các bạn xem cho dễ, nó đỡ vướng. Thì các bạn thấy rằng là nó phải còn dày như này. Đấy. Thì nếu mà nó còn mỏng thì các bạn chú ý là cái đàn nó đã bị hao mòn sử dụng quá nhiều rồi thì chúng ta không nên sử dụng. Đấy. Tiếp theo là phần dưới action này. Đấy. Vâng, các lò xo dây co tôi kiểm tra các bạn đều rất là tốt. Vâng, cái đàn rất tốt. Vâng, tốt như thế này. Vâng, và chúng ta xem cái phần bên dưới nhé. À, vâng, tiện đây. Vâng. Đây là các bê đàn được bảo dưỡng lại rất là sáng. Các bạn thấy là phần đầu dây này, đấy, rất là không bị han gì, đúng không ạ? Cái đàn rất là sạch sẽ. Vâng, cái dây đàn rất là kỹ. Vâng, đấy thì các bạn theo các bạn thì cây đàn này sẽ được đánh giá như thế nào? Wow. Vâng, đúng như là tôi dự đoán, vâng, cây đàn được đánh giá tuyệt vời. Body là B cộng, Kia rất chắc chắn khi tôi tương tác. Pin A, vâng, giữ dây sẽ yên tâm để các bạn không bao giờ lo là tụt dây sớm. Action A. Vâng, đấy các bạn nhìn thấy cái hao mòn búa rất là ít và sao bót A không bị nứt vỡ một chút nào cả. Vâng. Tất cả những cái tiêu chí như thế này khẳng định đây là một cây đàn rất đáng để chúng ta quan tâm khi các bạn nghĩ đến là tôi sẽ dùng một cây U3H. Cảm ơn các bạn.